Một pha này đẹp mà. Thế đang lót hả? Vâng, lót. Lót nước 2. Lót nước 2. Sượt lót nước 1. Bên này nước 1. Lót nước 1. Bên này bắt đầu lót nước 2. Lót nước 2 nhìn trắng hơn. Lót 1, lót 2. Ông bên kia ở sau phân biệt. Phân biệt được sơn lót nước 1, lót nước 2. Bên này là lót nước 1. Bên này là lót nước 2. Đấy, lót nước 2 nó chẳng đều như này. Khi mà khô lên nó sẽ chẳng đều hơn. Đây là lót 1. Đây là lót nước 2. Đấy. Lót nước 2 thì chẳng. Sao cái chiếu này vừa thế nào nhỉ? Chẳng hay là màu? Màu đấy chứ, hai màu. Màu xanh ở cái góc, còn màu tím hồng là ở trên cái chiếu. Ở đấy có hai màu đấy. Màu xanh ở góc nhá. Màu xanh ở góc, còn màu chiếu là tím hồng. Đấy, tím là cái chiếu đấy đấy. Đang lót nước 1, sơn lót nước 1.